Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Laptop Phan Đạt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với tất cả các bạn một dòng máy của Dell. Vẫn tiếp tục là dòng máy của Dell nha. Bên mình là chuyên đeo sách tay. Đây là dòng máy mà những bạn nào làm việc về văn phòng mà có yêu cầu phải gọn, nhẹ, màn hình 14 inch Full HD IPS ha. Rất gọn, nhẹ mà chắc chắn nha. Rất là chắc chắn. Đó chính là Dell Latitude 7400. Đây, Dell Latitude 7400 nha. Rồi, chúng ta hãy đi về bên ngoài của máy trước nha. Đây, đây chính là bên ngoài của máy nè. Đó. Về mặt trước của máy là máy có được thiết kế là vân carbon nha các bạn. Vân carbon nè, các bạn nhìn thấy nè. Các vân carbon. Vân carbon này chỉ xuất hiện trên những dòng máy mà cao cấp của Dell nha. Ví dụ như là Precision hoặc là XPS của Dell. Mà máy đã trang bị cho con dòng Latitude 7400 này rồi. Đó, vân carbon. Ở đây là logo Dell. Sáng trắng nhìn ở chính giữa nè, logo Dell rất là nổi bật lên với một cái tông nền màu xám màu đen mà chúng ta thường hay thấy. Đó. Đây cạnh bên trước của máy đây. Cũng là nơi để mở máy lên ha. Đó, mở máy lên nè. Rồi. Về mặt bên trái của máy nè, mặt bên trái của máy nha. Đây là cổng USB 3.0 truy xuất dữ liệu rất là nhanh. Cho phép chúng ta truy xuất dữ liệu rất là nhanh ha. Kế bên là cổng HDMI. Cổng HDMI này để chúng ta dễ dàng mà kết nối với những thiết bị ngoại vi. Truy xuất ra tới màn hình độ phân giải tối đa là 4K. 4K luôn nha các bạn. Kế bên đây là cổng USB Type-C hay còn gọi là cổng USB 3.1. Có thể truy xuất dữ liệu nè. Này là cực kỳ nhanh nha. Truy xuất dữ liệu có thể cắm sạc được luôn. Nó nhận được nguồn điện lớn vô đây luôn là cắm sạc được luôn. Còn đây là nơi cắm sạc. Đây là cái rác cắm sạc này của Dell nè. Đây là rác truyền thống của Dell ha. Dell đầu to nè. Rồi. Về cạnh gáy của máy. Cạnh gáy của máy. Máy được thiết kế là một bản lề nè. Bản lề đơn ha. Bản lề đơn. Cho nên cạnh gáy của máy sẽ không có cái cổng kết nối nào cả. Nó sẽ phân chia ra là cạnh bên trái và cạnh bên phải thôi. Đó. Khác với là cái bản lề kép ha. Bản lề kép sẽ có nhiều cổng kết nối ở phía sau gáy hơn. Ở đây là cạnh bên phải của máy. Đây, cạnh bên phải của máy đây. Đó. Đây là nơi chống cầm lộn nha. Cái khóa mà chống cầm lộn nè. Đó. Hầu như là máy Dell nào cũng có nằm bên đây cả. Cái chống khóa chống cầm lộn. Ở đây là cổng USB 3.0. Cổng USB 3.0 ha. Ở đây là nơi cắm về thẻ micro SD. Đó, chúng ta có thể dễ dàng gắn vô và tháo ra. Sao chép dữ liệu mà không cần phải qua một cái thiết bị trung gian nào khác hết ha. Rất là thuận tiện, rất là dễ dàng. Ở đây là nơi SIM 4G. Và như thường là những máy lần trước mình đã nói điều kiện để có SIM 4G. Đó chính là chúng ta phải có cái như máy mà muốn sử dụng được 4G chúng ta phải có điều kiện tiên quyết là SIM 4G gắn ở đây đây. Đó, SIM 4G gắn vào đây nha. Và một cái cạc quang gắn ở bên trong máy. Rồi. Cuối cùng, đây là nơi cắm micro và headphone. Đó, tích hợp vô một nơi nha. Rồi. Tổng quan lại nè, chúng ta có một cổng USB 3.0 ở bên cạnh phải, một cổng USB 3.0 ở bên cạnh trái và một cổng USB 3.1. Đây. Vậy là tổng cộng máy này chúng ta có thể gắn tối đa được là 3 cổng USB. 2 cổng USB 3.0 và 1 cổng USB 3.1 nha. Đó. Rồi, về mặt sau của máy nè. Ở đây, máy hút sẽ hút nhiệt ở phần bên này nha. Ở phần dưới này nè. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta nên đặt trên một cái bề mặt nào đó cứng, phẳng. Không nên đặt trên là chăn, mền, gối, nệm. Thì máy sẽ ảnh hưởng tới cái độ tỏa nhiệt của máy nha. Máy sẽ hút không kịp hơi và tỏa nhiệt không kịp ha. Đây là license Win10 Pro. License Win nha. Có bản quyền đàng hoàng nha các bạn. Đây, Dell Latitude 7400. Đó. Đây là các mã số, mã hiệu của máy ha. Rồi.
Rồi chúng ta hãy cùng mở máy lên và xem cấu hình của máy như thế nào nha các bạn. Đây, cấu hình của máy đây. Vâng, đây là mặt bên trong của máy nha các bạn. Đó, đây là bàn phím của máy nè. Rất là chắc chắn ha. Touchpad sờ rất là thích nè. Di chuyển rất là nhạy. Đó, touchpad đa điểm luôn nha các bạn. Dù sử dụng 2 ngón để kéo, vuốt, sử dụng 3 ngón để chuyển các tab. Rồi, bàn phím thì bàn phím có cả LED luôn nha các bạn. Rất thuận tiện cho các bạn mà làm việc về ban đêm. Đó, khi mà các bạn không cần phải mở đèn lên mà ảnh hưởng tới người xung quanh á. Đây là bàn LED phím ha. Rất là thuận tiện cái điều đó ha. Rồi, đây, rồi chúng ta hãy xem về cấu hình máy nha. Về cấu hình máy nè. Đó, máy được trang bị là con Core i7. Trang bị con Core i7 ha, 8665U. Với 8 CPU là 1.9 GHz trên mỗi lô. Đó, có thể tối đa. Con này có thể tối đa lên được hơn gần 3.9 GHz á. Về bộ nhớ RAM có nhiều bản nha các bạn. Có bản thì là 16GB RAM, có bản thì là 8GB RAM. Cái này là về mặc định theo máy và mình không có thay đổi được. Là mình không muốn thay đổi. Thay đổi sẽ mất đi cái zin của máy nha. Ở đây là các driver. Mình trước khi mà đến tay với khách hàng á, mình sẽ cài driver đầy đủ từ trên xuống dưới hết nha. Ở đây là con CPU nè. Đó, sức mạnh CPU nè. 8 nhân. Một con i7 8665U. 1.9 GHz ha. Đó. Ở đây là ổ cứng nè. Ổ cứng là chạy SSD 256. SSD 256 ha. Truy xuất dữ liệu rất là nhanh, cho phép chúng ta có thể truy xuất dữ liệu nhanh từ 5 tới 10 lần so với ổ HDD, ổ cứng cơ mà ngày trước. Đây. Bộ nhớ nè. RAM là 8GB, DDRAM 4 nha các bạn. Đó là chuẩn RAM mà mới nhất hiện nay bây giờ. À, DDRAM 4. Giờ ổ cứng nè, NVMe, chuẩn NVMe. À, 256GB, 256GB. Về Wi-Fi, Wi-Fi là chuẩn AC. Chuẩn này là một trong những chuẩn mà mới nhất luôn nha các bạn. Thế hệ thứ 5 á, sau Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 mới ra gần đây thôi. Còn GPU là Ultra HD Graphics 620. Cái này cho phép các bạn có thể sử dụng được những Photoshop, Corel làm code hoặc làm những đồ họa là 2D đơn giản ha. Chạy được những đồ họa 2D ha. Đó, rất là mượt, rất là thích. Đây. Rồi chúng ta hãy xem về Win máy đang chạy hệ điều hành gì nha các bạn. Đây. Máy đang chạy hệ điều hành là Win 10 Pro. Windows đã được Active nè. Đó, Win 10 Pro có bản quyền. Đó. Như bạn thấy rất là thích hợp. Màn hình. Rồi, đến màn hình của máy ha. Chúng ta hãy cùng xem độ phân giải của màn hình nè. Rồi, các bạn xem đây. Độ phân giải màn hình là 1920 x 1080. 1920 x 1080 nha. Đây là độ phân giải Full HD và máy có màn hình là 14 inch. Phủ thêm một tấm nền là IPS. Các bạn ngửa ra nè, thấy vẫn rất là rõ ha. Ngửa ra thấy vẫn rất là rõ. Đó, đó là tấm nền IPS. Chống chóa, chống lóa à. Rồi giúp độ hiển thị của màu rất là tốt. Tránh mà chúng ta làm việc lâu dài mà gây ra tình trạng là mỏi mắt, do mắt chúng ta phải điều tiết với cái máy hoài. Đây, còn đây là camera. Camera của máy nằm ở trên đây. Đó, có cái đóng mở bằng cơ nha. Khi này là mở nè. Cái này là đóng nè. Cái này là tránh trường hợp mà bị quay lén nha các bạn. Đó, đóng mở bằng cơ, quay lén. Rồi, camera của máy. Mic nằm ở trên đây luôn nha các bạn. Mic của máy thường nằm ở trên đây. Rồi. Vâng. Và phần mà đánh giá review về con 7400 này thì theo mình thấy á, con máy chạy Core i7 thế hệ thứ 8 và RAM 8 SSD 256 như thế này á, là các bạn có thể xử lý tốt các tác vụ mà từ cơ bản cho tới nâng cao mà về văn phòng nha các bạn. Đó, có thể giải trí cơ bản nè,
xem phim, nghe nhạc, chơi game online, chơi game cấu hình nhẹ ha. Đây, coi 7, 8, 6, 5 năm U, chúng ta sẽ giải trí mà sau những cái giờ mà chúng ta làm việc cực nhọc ha. Rồi, về thêm nữa là cái card đồ họa này là 6 Ultra HD 620, cùng với con i7-8665U này sẽ cho phép chúng ta làm về code nè, làm về đồ họa 2D nè, Photoshop nè, Corel nè, đó rất là mượt mà ha, máy rất là chắc chắn, bền bỉ đó. Ngoài ra máy nè có thể ngửa được nè 180 độ luôn, máy ngửa ra 180 độ luôn nha các bạn đó. Rồi đây, đây là nút nguồn của máy nha, mở máy tắt máy ở đây, đây là bàn led phím nè đó. Rồi video đến đây, sự review của mình đến đây là cũng nên dừng lại. Mong là các bạn sẽ tìm được những cái chiếc máy mà phù hợp với nhu cầu và khả năng về kinh tế của mình ha. Con máy này thì theo mình đánh giá rất là đẹp, rất là chắc chắn, cấu hình lại cao, xử lý tốt. Rồi, rồi xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp tất cả các bạn ở những clip tiếp theo ha. Địa chỉ của mình là 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp, số điện thoại là 0984 997374 Đạt nha, laptop Phan Đạt. Xin chào tất cả các bạn.